It's, it's. Bye bye, Max Darling. Max Darling của Hiệu tha rồi. It's E I K O. Mr. Tới, can you spell in your name, please? It's M E. Can you spell in your name? Me? Yeah. Your name is Michael? T O I. Okay. Miss Thoa, can you spell in your name, please? Not F. Chữ H đọc là sao cả lớp? Hiểu rồi lại. Chính xác. H. Not F. Tiếng Anh không có F nè. H. H. T. H. Again. À, cái đó em cũng nghe nhiều rồi. Cái đó em nghe nhiều lắm. Đúng rồi. Các cô cũng hay bị nhầm giữa âm A với âm I nè. Cứ A, I nó nhào, nó lộn nhào. Rồi, thế là nãy sáng mình học đọc sai thì mình nói luôn nhé. Cái bài này á, mình đọc gì nè? Là A. Là cái này, A nè. Ok. Còn cái bài này mình đọc là I. Nó là cái chữ A nè. Lâu lâu thấy mọi người cứ hay nhầm A với I, I với A. Cái này đọc là A. Con này đọc là I. A. Can you spell in your name, please? H-O-A. Giống A chị Thoa kìa. X nữa kìa. Hồi nãy chị vừa sửa chị Thoa sau, bây giờ em X nữa kìa. H. Cái chữ khác nó là như thế này. Nó là âm gì đấy, không có phải X không? No. Nó là gì? A. Xong rồi nó chờ một cái. Mình đọc là H. H. Rồi, again hả? H. O. A. Đúng rồi. H. H. Ok, good job. Alright, the next one. 3. Hi, Ali. How are you? Good, thanks. And you? I'm fine. Where are Jean and Paola? Đấy. How are you là cấu trúc hỏi gì đấy? Rồi, thế where are Jean and Paula? Where là gì hè? Where là ở đâu? Còn Jean với Paula là tên thôi. Hai bạn đó thì sao? Để mình nhìn là sao? Jin và Paula thì ở đâu? Jin và Paula thì ở đâu? Ok, rồi tiếp nha. They're not here. They're at the conference center. Rồi, mọi người, mình có chữ here. Here là gì cả lớp ạ? Here là ở đây. Vậy thì they are not here thì có nghĩa là sao? Họ không có ở đây. Rồi. Họ vừa nói là gì đó hả? Rồi. They're at the conference center. Nghe được they là cũng có đường rồi đó. Ký xíu nè. Here, they're at the conference center. Em nghe được âm gì? They got gì đó đúng không? Rồi. Bạn nào nghe được cái gì nữa? Chữ they are đó mọi người. They are. They are đó. Mọi người đọc thành gì vậy? They are. Yeah, they are mà họ đọc thành gì? They're at the conference center. Nói dù they are nghe thành cái gì á, they are là họ đó, they are at the conference center.
conference that you had. Conference là gì hả? Cái gì? Nói chậm chậm em, nói nhanh dữ vậy. Conference là gì em? Là gì mọi người? Trung tâm đó hả? Center, nó center nha. Center. Center là trung tâm đó, còn conference. Mọi người có nghe chữ meeting không? Meeting là gì hả? Cuộc họp, hội nghị. Thì cái conference nó cũng có nghĩa là meeting, nó là cái hội nghị. Rồi, gạch chân vô ghi nhá. Conference, meeting là hội nghị. Rồi, và cái số 8. Kiều ơi, 8 gì đó em hả? What about Andreas? He isn't here. Đúng he's... rồi, he's đúng chưa? Rồi, he's rõ hả? Nhưng mà he gì? He gì mới là quan trọng. He isn't hả? Anh nói he mấy nha. Bây giờ nghe lại có isn't được à? Miss Hoa nghe được là có isn't á. He isn't here. Chết rồi. He gì? He isn't. Good job, Miss Hoa, good job. He isn't here nghĩa là sao hả? Ảnh không có ở đây. Ảnh không có ở đây. His translate. Cả lớp. Train là cái gì cả lớp? Tàu. Late là trễ. His train late có nghĩa là tàu của ảnh bị trễ. Ok. Rồi. Tiếp theo. Phía sau này, bài số 10 mọi người. Cái này là mình chắt lọc lại những cái mà nó ngắn gọn và cần thiết nhất rồi nha. Nó có nhiều thứ linh tinh lắm. Mình không có ôm hết cái đống này được. Rồi, thế bây giờ cả lớp nhìn nhá. Bài số 10 cả lớp. Đây, là về số đúng không nhỉ? Wow, cái này hấp dẫn này. Mặc dù chúng ta đã trưởng thành rồi nhưng chúng ta phải học về số. Mọi người đừng buồn lắm. Bình thường thôi. Không có gì hết, chuyện thường ở huyện. Bây giờ số đó mọi người, giống như trẻ nhỏ đó, 3, 4, 5, 6, 7 gì tùm lum, 300 máy đồ đó. Bây giờ mình review lại cho nàng một xíu nha. Bây giờ mình theo từng cấp bậc nha, cho nó nhớ nha. Trong này tất nhiên là có bạn biết và có bạn không biết gì luôn. Đó, nên bạn nào biết rồi thì đừng có thấy là dễ quá, tự chủ quan. Còn bạn nào không biết thì cố gắng chịu khó chút nữa nha. Bởi vì mình sẽ không có một cái level nào mà hoàn nó phải giống y như tới được. Nó sẽ có cái người biết và